Rồi, cảm ơn anh. Mời anh. Vâng, tôi kính chào cha và kính chào cộng đoàn ạ. Con là Du Xe Đinh Thanh Trúc ạ, năm nay 53 tuổi, ở giáo điểm đất mũi Cà Mau cuối cùng của Tổ quốc. Con ở Cà Mau là con được hai ơn của Chúa. Ơn thứ nhất đó là con gái con đó là thứ hai, con gái thứ hai lấy chồng ngoại đạo mà 4 năm trời bị sảy thai 2 lần. Rồi bên nội bên ngoại cứ no nắng, bây giờ lấy chồng ngoại đạo mà không có con, rồi hạnh phúc của nó cũng lục ục. Cãi nhau rồi lục ục cái đây, bắt đầu là con mới viết chữ là xin Chúa con để ở chân Đức Mẹ với ông Thánh Du Xe với Thánh Mikae, con thầy ở giáo họ chúng con đó, là con cầu xin Chúa được có vừa 12 tháng thì cháu sinh được thằng con. Bây giờ rất đẹp trai mà rất là giỏi. Rồi bố thì là người ngoại đấy ạ. Giờ là cứ ngày nào chủ nhật là cũng chở bố vợ đi đấy. Tuần nào cũng chở bố vợ đi đấy xong. Bố vợ là ai? Bố vợ là con ạ. À. Cứ mỗi một chủ nhật là đi đấy trước 3-40 phút. Mà hát mà kể ra con thấy anh cũng giỏi. Hát có 30 phút mà vào hát solo cũng ngon như người ta vậy. Hát thánh ca. Thánh ca mà hát solo à, học đạo nó có đâu đó đàng hoàng. Mà trước khi đó con cũng giao ca rồi. Anh vô đạo anh phải thực hiện trong đúng cái đạo của tôi gả. Còn không thì mời anh nghe. Đấy là ơn thứ nhất của con ạ. À. Ơn thứ hai nữa là thưa cha và cộng đoàn là đúng như bài giảng hôm nay, lòng Chúa thương xót đã thương chạy lòng thương đến con và con gái thứ hai của con và đã lau nước mắt cho hai cha con. Tức là ông nội con á, là thất lạc từ ngoài Bắc vào đây là thất lạc 70 năm. Mà bố của con á, là đi tìm 40 năm không gặp. Thì lúc bây giờ con mới có 20 tuổi rồi Bắc. Con quyết tâm con bảo con đi tìm ông nội con mà không biết đi tìm phương lai nào, chỉ có biết là vào miền Nam thôi. Đấy, đến khi con vào đây á, vào đây con làm ăn thì cũng lúc đầu khá giả, sau bị sa sút. Mà từ cái chỗ mà con sa sút con mất tài sản thì con lại gặp được cái manh mối. Con gặp được cái manh mối á. Gặp manh mối thì coi như vậy là con cách nhà con là 80 cây số. Con kêu con cứ chở đi con ơi. Bố tin vào Chúa là Chúa nói cái này. Hãy cố tìm thì sẽ gặp. Nếu quyết tâm tìm thì sẽ gặp con à. Được cái vợ con và các con của con là nó đều tin hết. Cứ 80 cây số 2-3 ngày bố chở đi. Đi là để kiếm những mối manh mối. Rồi Chúa đến lúc kiếm manh mối xong mà gần được rồi, Chúa cũng còn thử thách nữa. Là người ta chỉ chỗ nào đào chỗ đó. Đào 10 năm người đào suốt hết một ngày. Khoảng gần 2 giờ là trời nắng chang chang như hôm nay. À, tức là tìm được cái chỗ hài mộ của bố à? À hài cốt của ông nội. Rồi. Hallelujah. Anh nói là anh ở bên chỗ giáo điểm dưới Cà Mau, giáo điểm gì? Mũi, giáo điểm đất mũi ạ. Vâng, anh đây cũng là giáo điểm tin mừng. Anh chia sẻ cho mọi người giáo điểm đất mũi họ có biết đến lòng Chúa thương xót không và ở đó được bao nhiêu người như thế nào? Dạ, giáo điểm ở đất mũi chúng con thì cũng chỉ có khoảng 400 nhân khẩu thôi ạ. Nhưng mà không phải là lạc đạo đâu mà mất đạo. Gần như mất đạo khoảng 300. Không. Đi lễ ngày thường được bao nhiêu? Đi lễ ngày thường cũng được khoảng 100, là hơn 100 thì thôi. Đó là con thì con làm trưởng khu 6 ấp, nửa xã luôn. Mà có 60 người, trong những người có đạo mà chỉ có vẹn vẹn được khoảng có 2 gia đình là đặc biệt công giáo rồi. Còn là mất hết đạo rồi. Thì con cũng xin cha của cộng đoàn. Thì con cũng lên đây làm nhân chứng cho Chúa, xin cha của cộng đoàn cầu nguyện cho cái giáo điểm đất mũi của chúng con. Những cái người... Vâng, thưa anh chị em, nhiệm vụ của mỗi người chúng ta người nghe nói là cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa và cầu nguyện cho những người bỏ Chúa, những người lạc Chúa, những người chối Chúa. Ngày hôm nay rất nhiều người công giáo họ có đầy đủ mọi điều kiện nhưng mà họ quên mất Chúa rồi, nhất là ở những nước văn minh, ở những nước có đầy đủ điều kiện vật chất, họ không còn nhớ đến Chúa nữa. Đây tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót ở dưới đất mũi nha. Anh về hỏi ra sở nếu ở dưới đó cần ảnh lòng Chúa thương xót thì ngài cứ viết giấy lên và anh lên anh nhận bao nhiêu ảnh cũng được nha. Và bao nhiêu cuốn tâm thư lòng nhân hậu cũng được, miễn cho sở có lòng khao khát. Mà muốn anh chị em ở bất cứ giáo xứ nào
mà cha sở của anh chị em có lòng khao khát, lòng Chúa thương xót, cứ viết giấy lên cho tôi, chúng tôi sẵn sàng cung cấp bao nhiêu ảnh này chúng tôi cũng sẵn sàng miễn phí hoàn toàn và giao tận nơi không tính cước. Bao nhiêu cuốn sách này mấy các cha nào cần để cho phổ biến trong giáo xứ tâm thư lòng nhân hậu, chúng tôi cũng rất là sẵn sàng. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa để gửi tặng cho anh em về anh loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Và chẳng chú ý và móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi, còn cái máy này thì anh gửi tặng cho cha sở của anh dùng chúng tôi. Nói ngài nếu ngài muốn ngài viết giấy, chúng tôi sẽ gửi tặng cho tất vùng đất mũi Cà Mau bao nhiêu máy chúng tôi cũng sẵn sàng gửi để cho những người lạc đạo, những người bỏ đạo họ quay trở về và những người chưa biết Chúa họ nhận biết Chúa. Hallelujah. Nhớ, nhớ nhiệm vụ của anh chưa? Rồi, mời ông bố vợ về.